Beauty Pond, đẹp tự nhiên chứ không tự nhiên mà đẹp. Pond, hãy đẹp theo cách riêng của bạn. Xin chào các cháu, lại là chú Nghĩa đây. Lại là chú Nghĩa đây. Gần Tết nhất đến nơi rồi mà không hiểu tại sao bọn bạn mình càng ngày càng đẹp. Là hôm nay tôi quyết tâm phải đi theo dõi săn lùng chúng nó để xem chúng nó làm cái gì mà chúng nó càng ngày càng đẹp lên thế. Sôi máu quá chứ lại. Sau một hồi trà trộn, tôi đã phát hiện nó rủ dê nhau chim chuột ở cái chỗ gọi là cái gì đây. Clinic. Bọn này làm cái gì ở trong cái này? Nó làm đây, chúng mình phải ập vào gọi là đồn địch, nằm trong lòng địch xem nó làm cái gì. Và ngày hôm nay chú Nghĩa sẽ cùng các cháu bóc phốt tình gọi là chị em em chí trá đi làm đẹp chung rủ với nhau ở Lisbon Clinic. Hãy đẹp theo cách riêng của bạn.